các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 11. Vận may của một người có liên quan rất nhiều đến chuyển động của mặt trời. A. Ý nghĩa thực chất về ân phước của trời. Hỏi: số phận của tôi không được tốt từ khi còn trẻ, tôi luôn gặp khó khăn. Xin thầy cho tôi biết, trên cơ sở nhân tướng học của thầy, liệu tôi có nhận được ân phước của trời hay không? Đáp: không chỉ bạn mà nhiều người khác trên thế giới than thở rằng số của họ không gặp may mắn, hoặc đôi khi họ còn phải chịu bất hạnh và oán trách trời. Tôi có thể nói với bạn, không ai không có vận may. Một số phận hẩm hiu không thể tồn tại vì thể xác của chúng ta sinh ra bởi ngọn lửa dương của trời. Ngọn lửa của mặt trời đang ngày đêm không ngừng lưu thông trong cơ thể của chúng ta. Điều này được gọi là un. Un đang chuyển động, quay vòng. Vận mệnh có nghĩa là bản thân của cuộc sống. Do vậy, chúng ta nói un, số phận, là cuộc sống. Chúng ta nói un may là cuộc đời may mắn. Chú thích: un may, vận mệnh, cuộc đời may mắn hay dịp may tốt lành được sống. Hết chú thích. Mọi người giàu hay nghèo đều chia sẻ sự may mắn của trời và có thể sống. Do vậy, khi ân phước của trời chấm dứt, cuộc đời của bạn cũng chấm dứt. Từ để chỉ cuộc sống là Hito, nghĩa là ngọn lửa. Một nghĩa khác của Hito là ngọn lửa của Thượng Đế, tức năng lượng của mặt trời đang nằm trong cơ thể của chúng ta. Ánh sáng nằm trong chúng ta gọi là Todomaru, mặt trời ở trong mỗi chúng ta. Cái chúng ta gọi là chết, nghĩa là ngọn lửa đã tắt, dương khí thoát hết ra ngoài, dương hỏa đã về với trời. Từ để gọi cái chết là Hi-i, dương khí đã rời bỏ. Chừng nào một người còn dương khí trong cơ thể thì anh ta sẽ không chết. Do vậy, nếu ai đó vẫn còn sống, chúng ta không bao giờ có thể nói họ không may mắn. Không gì khác có thể cải thiện vận mệnh của người ta ngoài việc tuân theo trật tự của trời. Mặt trời mọc ở hướng đông đúng vào giờ Dần, không bao giờ ngừng và liên tục quay vòng. Con người cũng giống như mặt trời. Nếu bạn thức dậy lúc 6 giờ sáng và làm việc giống như mặt trời, rồi thì bạn nhiễm nhiên chuyển động cùng với trật tự của trời, và vận mệnh của bạn sẽ dần dần trở nên tốt hơn. Tôi có thể nói rằng chữ un được sử dụng trong unten, unsen và undo. Và chúng ta có thể nói rằng un cũng có nghĩa là chuyển động không ngừng và xoay, quay và lưu thông giống như bản thân tự nhiên. Chú thích: unten, vận chuyển, may mắn quay vòng. Unsen, vận toàn, may mắn được mở rộng. Và undo, vận động, may mắn quay trở lại. Hết chú thích. Nếu bạn không chuyển động cho phù hợp, nghiễm nhiên bạn sẽ đánh mất un, vận may của bạn. Làm việc với năng lượng khí của bạn trong công việc và việc làm hàng ngày sẽ tạo ra vận may. Chúng ta có một cách biểu đạt khác, unsei. Sei có nghĩa là chuyển động mạnh. Unsei thể hiện việc mở cánh cửa của vận may. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说